Là giao lưu anh em Sóc Trăng nha. Đây là quán chị anh Hoàng. Bên kia là anh Ngố ở bên kia. Pha. Bánh tre nha. Sóc Trăng. Và mình là Hoa. Bây giờ là anh em chúng tôi đang ăn sáng. Rồi ăn sáng trong chiến đấu nha. Chúng tôi bắt đầu đi chiến đấu nha. Ngồi buồn thú chơi. Ăn nhậu à. Con cá chạy giận giận luôn á. Cái đói. Thôi vậy thôi, tôi cấp hợp đi câu. Đây các bạn, bây giờ thì anh em chúng tôi bắt đầu lùa. Và phía trước là hai hổ địa của chúng ta đang lùa. Khoa thì cũng bày đặt trách cừng mon men đu theo đây. Chắc không sao đâu ông ơi. Bạn không à. Mưa nữa rồi. Sao một tiếng đi luôn. Gương mặt anh ấy gần như là không còn sức sống nữa. Cổng anh về coi. Rồi. Đi hết nổi rồi. Như đó em cũng bó tay luôn rồi. Đâu kêu anh dẫn quay rác đi. Thủ địa rồi. Bây giờ đổi điểm mới nha các bạn. Còn ngay câu câu ai ăn ăn. Rồi bây giờ anh Khoa của chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn me nha. Này mày hái lên cây ngay chỗ câu nè. Nhiều lắm. Đây nè. Các bạn thấy không? Đây là me non nha. Đây. À ăn đi, ăn không nổi. Nè. Còn lắm. Nè mà chấm muối. Yếu quá đây rồi. Chua ông nội ơi. Chua mà ngon á, mất cân đó. Em mà rộng luôn á. Giết người. Được được bỏ. Kéo bước vào tay. Ngon quá. Ngon mà nó chua. Uống hết cái lô uống. Rồi, rồi. Rồi đây. Hay ơi. Bên vừa vừa thôi ngố. Đây. Ngố của chúng ta lên hàng rồi. Hay ghê không? Bự ra. Nửa ký. Nửa ký. Lấy tới ký. Ồ. Lấy tới ký. Ôi, cái luôn ông nội.
Hay ghê không? Thấy cá sông Bắc. Hả? Thấy cá sông Bắc. Bắc làm gì vợ? Rồi hai. Cá này nó khoái ăn màu đẹp. Đúng rồi, ăn màu đẹp. Có nhớ rồi, mới ra tay liền. Cá ký rồi thiệt không? Ê. Ê ê bậy. Hello. Ồ, cá chẻm cầm đuôi luôn nè. Chừng nhớ cầm cái. Gỡ lưỡi đi ông nội. Gỡ lưỡi ra đi. Gỡ ra đi. Dễ ăn quá ha. Dễ ăn ra gần đây. Dễ hả hả? Ờ, ăn cái dính luôn, dễ ăn quá à. Đâu vậy, đâu cần giật gì đâu hả? Ờ, nó phóng vô táp. Táp nó dính rồi. Cầm cưng luôn, hình luôn. Mà hàng hai cái lên là ba tiêu là quá. Ngon hả? Thì cho lưỡi gì, lưỡi đơn hả? Có hai tiêu cả đóng rồi. Ê, con này không có kẹp khó chơi ha. Bấm bóp mắt lại. Ok. Nhớ này nè. Cố Phạm chúng ta lên hàng. Đây. Những cá chẻm nó ăn cái con mồi có màu gì nha các bạn. Đây chiến hữu của Sóc Trăng nữa nha. Vũ Mập. Này Gấu Phạm. Đó là anh Hoàng. Còn đây. Còn pha gãy tay. Dương quá. Không thấy con mồi rớt đâu luôn á. Mười mấy ký cho một con, mười mấy con một ký. Rồi rồi. Rồi. Đây là công tác giọng cá nha. Nói với mấy con này, mấy đồ quỷ mình câu lên thả xuống bắt chi không ngon. Thả cho bố mình câu tiếp chứ. Chắc vậy quá. Ừ. Đây không có chỗ để cho lên nè. Ba đồ quỷ nè. Đó hả? Rồi nè nè, mất con luôn nè các bạn. Đây 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 là thực hiện cái công tác cứu luôn nè. Đụng rồi không mất thì giùm cái. Không thấy hỏi ai câu dính vô hoa nữa rồi câu. Là em coi gì. Đây giờ ăn xong rồi về các bạn. Tình hình là anh em bể đầu cá đám. Đó các bạn, bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ mua năng. Năng này là đặc sản của Sóc Trăng. Các bạn biết cái này không? Mấy bạn ở vùng khác chắc không biết cái này đâu. Đây, bây giờ anh Phạm Khoa chúng ta sẽ chỉ các bạn cách lột năng. Chuyên nghiệp nha. Ở đây là chị dạ, bán năng. Cái này em nè, rất là dễ thương nha. Cái bên kia. Có hai bó 15 đó chứ. Mua cho bà nghỉ bán luôn mà. Cái này mua gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào ăn bún nước lèo và lợi lột năng thôi. Có lớn hơn 2 lọ 15 à. Mắc hả cô? Đây là mắm. Mắm này mắm gì đây? Không biết mắm gì đâu. Vậy. Em vô em muốn nước lèo chị ngoài đây chị lọc thì em dạy bó được không? Được, ấy chị bó lọc. Dạ. Chị lọc. Em chị bỏ năm. Chị hỏi bớt không kìa. Không không. Bó 5.000 đi. Không, bó 5.000 chị bỏ cho em một bịch năm bó. Em này bỏ vô cái thùng của anh nha. Rồi, anh lọc anh.
lông nữa mà. Năm bó lột lâu không? Hả? Lột nữa năm bó lâu không? Lột hả? Bó, cái súng lột, súng nhau lột. Rồi chị giúp em vô ăn xong hai tô bún ra xong nha. Không xong là chết em luôn á. Cái này là quả tính tiền công nha. Dạ dạ. Gì ta vô ăn không, ta đó là quy ra đi. Bớt thì khỏi bớt, lặt ra công lặt luôn, khỏi bớt nha. Chứ giờ chị ngồi không làm gì, lặt em đi. Ăn, dễ ăn lắm nha. Thì lặt được. Chị là tính tiền khỏi bớt. Thôi giờ. Năm bó chị ra công, chị lặt cho năm bó. Giờ chị lặt giùm đi được như được. Rồi. Dạ quá rồi. Không cắt được bớt hả? Vậy là hai bên đi, một bên phân nửa. Không, em về vậy nó lặt được. Còn em gửi. Có khi nào bó nhiều bớt đâu? Không. Thiệt không? Thiệt. Em về em cân lại nha. Rồi rồi, bà trả 5 ngàn có ai bán được. Không, bà đi về dài không mua ai được đâu. Nhưng khi bà mua được sao? Bà mua được là năng cái ông quan kia đó. Dạ, năng cũ hả? Rồi cái này là mới hay vậy? Mới chứ mới tin luôn á. Sao biết mới? Mới là cái đầu nó chọt ra đây là cũ đó. Nó dài vậy hả? Ờ, là nó bị dài. Để em coi có nào lòi ra. Dài mà nó đen thui hả nghe, chứ không thấy mà. Nó dài mà nó đen đó là nó dài, nó chọt ra đó. Cổ này là mắm gì chị? Đây lấy cái bọc đen, mắm cái sạch cái gô mình nè. Dạ. Lấy cái bọc nào? Lấy cái bọc này nó đi. Bọc xanh bự. Ừ. Vậy ăn từng lễ được không? Này hả? Ờ. Mắm thì được mà năng không được. Năng mấy bữa? Năng về mình có thùng đá mình lặt bỏ vô hoặc là tủ lạnh vậy đó ăn được khoảng 3 bữa. 3 bữa. Bỏ tủ lạnh nha, chứ để ngoài thì không được nha. Nói trước. Không đủ 3 bữa em xách tinh tem xuống rồi. Rồi rồi, em xuống làm dưa mấy chị em mình nhậu. Dạ. Làm dưa được hả? Được, làm dưa, làm gỏi gà, nấu thịt gà coi con. Dưa là cũng như là dưa chua hả? Ờ, mình làm gỏi đi, làm gỏi cho ông qua, cho ông lợi hỏi tự xèo xuống lên nè. Dạ. Làm gỏi cần lạc không? Lạc. Không lạc thì ăn lâu chút, tại vì ăn không được. Dạ. Không được thì ăn lâu. Tại vì nó có cái lớp vỏ ngoài, chứ đâu có gì đâu. Thì nó có gì đâu. Mà em tưởng là nó 4-5 lớp chứ. Rồi 10 bó rồi nè. Dạ. Nó 5-5. Sau này 10 bó ít hả? Hả? Sao này đó hả? Làm khó hoài. Còn cái này 5 bó nữa phải không? Cái này còn 4 bó. Lấy bọc đi nha. Thôi cứ lặt 4 bó này đi. Rồi vậy lặt 4 bó đi nha. Rồi lấy thêm nữa không? Tao mua 15 bó bán có 14 bó mà không bớt nữa. Ra công lặt đó. Khổ quá trời, khổ đi. Thôi giờ ngồi thử lặt nữa bó. Ngồi lặt thử nữa bó đi. Tại em không có thời gian chứ thời gian em đặt là nhanh lắm luôn á. Rồi cái này lấy cho vịt ăn hả chị? Cái này nhầm người lấy cho heo ăn. Vậy hả? Chị có nuôi heo không? Không. Có chị nuôi heo bán lại cho chị chứ. Biết lắm mà. Có con dấu không biết không? Tính hả? Bán lại lấy mỗi dấu hả? Chứ sao? Nó bán là cũng được cả bó rồi đó. Có nuôi heo không? Không. Đâu có là lấy bọc bỏ theo cho chị. Em đâu biết nuôi con gì đâu. Em ăn không à? Em nuôi em không á không? Dạ. À, cây năng nha. À. Thì cái cây này tòng vậy đó thì nó lú lên, nó là nhổ từng cọng lên thì cắt ra như hồi nãy đó. À. Đây là ghe nghề của những người dân công. À, xa xa kia là cái máy xới đó. Dạ không biết xới chị ơi. Đây. Đây là máy xới nha. Cái này là dùng để xới đất lên và trồng lúa. Đây là cánh đồng nè. Cánh đồng mùa nước lũ. Đây là lột nè. Trời ơi. Hả? Gì ghê vậy trời? Ghê không? Trời ơi. Mấy thứ bắt lạc thì lạc hết nó quen rồi. Dạ. Điều lạc á thì đi đường xa nó hơi bị lạc hơn để quy cộng đó. Vô thủng đá, có thủng đá. Khi nào sọt tôi tay không? Nó bậy rồi, mỗi hàng gì lạc à. Họ lấy tiền lạc à. Năng tháng này ngon lắm nè. Dạ. Chỗ này nước sâu á, mua mấy cái chủ năng non đó là mềm xèo ngon lắm. Dạ. Mấy chú mua về mà ăn hết á.
vô dạ. Cái thời xô nước á dựng xuống gì nè dạ. Đổ nước gì nè, tới sáng tư gói không có héo, không có khô, không có bị già nữa cái gì đó, mà nó khô nước rồi nó ưa bị già lại dạ. Rồi mình để nước mình để 4-5 ngày được ha. Để quá thì nó không ngon. Để quá dạ. Ra nè, về bốn bó dựng đi nè, ống hết á. Dạ. Đổ nước ngập gì trừ lúng khúc mình cái bốn ngày gì người ta lọt ra, người ta vô tủ lạnh đi ngăn mát á, ngăn ngăn dạ. Đông rồi nó banh hết á. Không thôi nó khô nước hay là nó ra cái mọng nó bỏ ngăn mát á, nó lạ dạ. Bỏ ngăn mát ăn ngăn là nó ở dưới nước hoài vậy đó, bỏ ngăn đông hồi là héo hết chín luôn hết. Ủa cái này là chị làm hồi chị lột qua sao hả? Lột. Còn cái kia là lột trực tiếp không? Dạ. Ôi tính ra diện bó gì lột rồi bao nhiêu lâu luôn? Đâu lột thử thôi. Thôi làm em thấy chị làm kiểu này là chừng 15 phút là xong hết luôn á. Chuyên nghiệp. Rồi chúng lột thử coi mấy ngày mấy tiếng hồ. Cả nửa tiếng cho lên á, chứ 15 phút à, cả nửa tiếng. Mình gạch rồi mới bị lại lột nó hay lâu hơn gạch. Đợi đó lột rồi bốn bó luôn hay gì? Thì lột được như được chị. Rồi vô ăn thôi. Ở đây là cái đống này là lột xong rồi còn đó. Nên rồi. Măng này quá nồng. Các bạn ơi. Đây là tô bún nước lèo. Này có gì đây? Có bún nè, cá lóc với rau thơm với bắp chuối. Còn gì có nữa? Có. Không, không có theo rồi. Có. Đâu thấy đâu. Bún không có theo rồi. Cá lóc không à. Nó có giá, có gà muống nữa. Nghe mùi cũng thơm lắm. Đúng. Rồi, quốc ơi. Thôi, đừng quay áp. Lâu lâu cho khán giả đợi khu vị chứ. Đó, ăn bún rồi dắt chanh, bỏ ớt rồi vô nha. Anh pha anh thích cho ăn cay lắm, bỏ lần có 2 muỗng ớt nè. Nó thấy không, ớt đỏ tô luôn. Ở Sóc Trăng này là nước lèo là cái món chính. Dạ, yeah. Đây là chị bán bún nè. Thôi. Chị bán bún mà bán luôn cái năng nữa. Đó. Nấm kho. Đó. Đau bụng chết bà luôn. Ăn đi quậy gì nữa. Thôi có thịt heo nè. Trời, có thịt heo nữa nha. Đây các bạn già cả râu ria đầu tóc bù xù ăn ngộm ngộm. Thôi ăn nha. Múc ra không được thì nó chết đó. Dạ, gần năm mình làm mấy vụ bà? 2 vụ à. 2 vụ hả? Rồi còn cái thời gian kia là bỏ không vậy hả? Lúc này bỏ nè, cắt hồi hôm tháng 6, tháng 7 tới giờ bỏ nè. Dạ. Bỏ qua tới tháng 10 cho nước giật lại đó. Dạ. Mới xạ ra tháng Giêng, tháng 2 cắt rồi cái cắt lúc đó là xạ lại liền. Dạ. Rồi tháng 5, tháng 6, tháng 9 để tháng 7, tháng 8 mới nước lụt ngay đây như vậy nè. Dạ. Sâu cái đó. Thôi rồi tháng này cũng như là người ta tồng năng với bắt cá thôi hả? Ờ. Còn đây mình hối trồng, còn mấy cái người mà ăn công hay công ruộng đó, người ta dạ. Trồng còn đây người 5-7 công không lên, người trồng hết nữa dọn mệt á. Dạ. Là cũng như là chừng nữa trồng lúa là mình phải dọn lên ha, nhổ đó. Hết ha. Còn mấy người tết ruộng người ta có ăn công đất gì nè. Dạ. Người ta trồng ta để luôn bán tư năng. Dạ. Thiên nhiên mãn kiếp hoài nè. Ờ mà cái cây này là nước nổi mới trồng được hả bà? Không, con đất bờ kê cao vậy con bơm nước nên nó hoài, nó lên hoài. Dạ. Nó bơm thêm à. Dạ. Cái này là cá sặc với cá rô chị? Cá rô dạ ăn sống được đó. Mặn không mùa nước. Là mắm sống hả? Không. Mắm ăn sống được mà về kho dạng nấu nước lèo đó. Ăn thử con coi có biết ăn chưa? Không, sống ghê quá không dám chơi. Không dám ăn, về trộn chanh ớt đường. Dạ. Bỏ vô tỏi, bỏ vô trộn ăn sống không dám ăn thì mình kho rồi lấy đồ lượt lại lấy bỏ xương. Con cá thì muối 5-6 tháng trời rồi nó cũng kêu được lại bỏ xương rồi có cá nó bỏ vô cũng thôi ba gọi bỏ vô chấm ăn rồi ăn thử coi. Yeah. Bỏ ớt, bỏ ngò đồ vô. Rồi cái này nếu mà ăn sống là mình chắc chanh rồi chắc ớt vô, bỏ ớt vô là xong rồi. Bỏ đường được cho nó không nặng. Ớt chanh rồi kìa nghe nhiều quá chua. Cái này ớt chanh rồi bỏ đường, tỏi ớt. Tỏi ớt bằng không mấy đường tỏi ớt cũng được nữa. Dạ. Trộn chừng tiếng hồ là trộn vô là ăn thấm. Ăn này thì chán chán. Nó ăn 5-6 thằng nó nhậu nó ăn thấy được. Đây nhậu là ăn này nè. Dạ. Nó
đâu có sao đâu, chín rồi chú ăn thử nó không có tanh hôi chứ. Dạ. Ghé qua Hậu Giang thì cũng được anh Vũ Thổ Địa Hậu Giang gửi cho mớ quà. Đấy, lâu lâu anh em qua vùng Hậu Giang. Dạ. Thì ốc qua Hậu Giang đánh lớn nha. Em mấy trái quà là gì? Sâu à? Rồi ha. Giờ nó húi tông luôn à. Ừ, đặt đại vô đi em.